tay mà xa thật tới meeting à. Hai ly vãi, làm gì mà chen đắt thế, em không có tiền đi đâu. Đắt cái mẹ cháu mày đi, thằng khác còn đắt hơn. Á tù, nhìn mặt mày sinh viên anh bớt cho 50. Ngồi vật vờ từ sáng nên anh có tí bực. Hồi còn làm sinh viên anh cũng ngạo có tiền. Giờ đã làm xe ôm anh vẫn tiến có đèo. Cuộc đời thằng xe ôm nói chung là như nghĩ về mẹ về cha ở quê mà thấy đau. Thấy đau vô cùng. Lời của cha mặc như là vâng ăn thái dương. Lời của mẹ ngọt ngào như là dòng sữa bò. Chỉ vì lời dặn dò năm xưa mà con vẫn lái xe, vẫn luôn yêu nghề. Dù nghề này gặp gành trong gai nhiều khó khăn, mà lòng đã nguyện thề là sẽ hy sinh cho nghề. Chờ một ngày giàu sang thành danh là con sẽ trở về. Bao đời nay nhà anh chạy xe từ lâu và đã có tiếng rồi. Chú biết chiến xe ôm không? Ông Chiến là bố của anh. Gia đình anh truyền thống đời con đời cháu là sẽ phải nối nghiệp, phải tiếp bước cha anh, nên anh mới lái xe ôm. Chờ em đi sao, đi đâu trông xinh thế, đẹp thế. Làm tí xe ôm không, cô lên ngôi xe làm phòng hộ. Anh sẽ không lấy tiền mà đồng ý thì ta đi luôn. Anh để chưa vợ con gì, vào năm nay chạy xe ôm